Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính chào Hội Thánh, lời đầu tiên tôi thay mặt cho Thường trực Ban Điều hành Tổng hội gửi lời chào đến tất cả các đệ tử Chúa là những người lần đầu tiên đến với Hội Thánh của chúng ta. Ai là người lần đầu tiên đâu ạ? Xin vui lòng đứng lên được không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả các đệ tử Chúa, cảm ơn đệ tử Chúa. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu Mục sư Điểu Núc. Ai là những người đã từng hầu việc Chúa với chúng ta trong vòng 11 năm trở lên thôi là đều biết Mục sư Điểu Núc là anh em của chúng ta ở trên Bình Long. Và hôm nay cũng đến thờ phượng Chúa với chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời Mục sư đứng lên. Hai nhân sự của Mục sư, trong hai nhân sự thì có một người là con trai của Mục sư. Xin vui lòng đứng lên cho Hội Thánh chào mừng. Bạn có thể bỏ cái khẩu trang ra được không? Chúc ban phước cho gia đình của mục sư. Chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa chưa? Trước khi nghe lời Chúa thì chúng ta quay qua người bên cạnh và nói để Chúa ban phước cho bạn. Rồi chúng ta nói với chính mình đi, tôi là người được phước. Tôi là người được phước. Amen. Nói nữa đi các bạn. Tôi là nguồn phước. Tôi là nguồn phước. Hội Thánh là nguồn phước. Việt Nam là nguồn phước. Nhiều dân tộc sẽ được phước qua Hội Thánh Việt Nam. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi xin phép nhé. Tôi mang cái này lại đây. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Vì một năm cũ đã qua đi. Một năm với quá nhiều những sự kiện. Một năm với quá nhiều những công tác. Và nó được khép lại. Chúng ta mở ra một năm mới. Và như các bạn biết, trong những ngày vừa qua, trong kỳ đại lễ, chúng ta có đưa ra một cái chủ đề. Chủ đề của kỳ đại lễ vừa qua là cái gì? Các đệ tử Chúa có ai nhớ không? Vâng, vạch xuất phát. Khi mà nói đến vạch xuất phát, thì chúng ta liên tưởng đến một khởi đầu mới. Một chặng đua mới. Và chúng ta cần phải chuẩn bị điều gì? Chúng ta cần phải làm gì để trong chặng đua này chúng ta thành công? Và Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi muốn tâm tình với các đệ tử Chúa. Lần trước tôi chia sẻ ở trong kỳ đại lễ thì tôi nói đến phần 1. Hôm nay thì tôi sẽ nói đến phần 2. Cũng là những câu kinh thánh đó. Xin mời máy chiếu. Xin mời lòng cho tôi một chai nước. Cho tôi một cái ghế ạ. Rồi chúng ta cùng nhau đọc những câu kinh thánh ở trên màn hình ha. 2, 3. Ấy không phải tôi đã rực giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho rực được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ rực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều. Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Amen. Tiếp tục đi ạ. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Amen. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Amen. Kính thưa Hội Thánh, khi chúng ta nói đến vạch xuất phát thì chúng ta liên tưởng đến các vận động viên chạy đua. Nếu như bây giờ một anh vận động viên đại diện cho một quốc gia đi chạy đua một đường đua mà cấp quốc tế, anh ta đứng trước vạch xuất phát, anh ta cần cái gì? Nào, thưa Hội Thánh, tôi không muốn nói những cái điều quá cao sang trong
trong thần học. Tôi muốn nói đến những cái điều rất thực tế ở trên đời sống của chúng ta. À, bây giờ thì cái anh mà vận động viên đi thi cuộc đua này, anh ta cần cái gì? Chúng ta nói đi ạ. Cần cái gì ạ? Vâng, bạn nói đúng. Điều đầu tiên một vận động viên cần có đó là sức khỏe. Anh ta sẽ không thể nào hoàn tất được cuộc đua. Anh ta không thể nào đến đích được. Và nếu tệ hơn nữa, anh ta sẽ quỵ ngã giữa đường. Không những anh ta không có hoàn tất được cuộc đua, nhưng mà anh ta còn cản trở đồng đội. Anh ta làm cho quốc gia không được vinh quang. Anh ta không làm cho đồng đội được thỏa lòng. Và bản thân anh ta cũng không nhận được sự vinh quang. Khi mà anh ta thất bại, điều đầu tiên anh ta cần đó là sức khỏe. Có đúng như vậy không các đệ tử chúa? Vậy bây giờ tôi hỏi nè, nếu cần có sức khỏe thì anh ta phải làm gì? Phải tập luyện. Và anh ta phải ăn những thứ thức ăn tốt nhất cho cơ thể của mình. Có đúng như vậy không? Điều quan trọng nữa, nếu mà các bạn trả lời được thì đó là điều rất là tốt. Cần cái gì nữa? Cần cái gì nữa? Không, cần cái gì trong cái vấn đề mà anh ta cần có sức khỏe, đúng không? Thì khi mà cần có sức khỏe thì anh ta cần phải tập luyện, anh ta cần phải ăn uống cho đúng, và cần một điều nữa. Mục sư nói đúng. Cần huấn luyện viên. Có để tới cho qua amen không? Cần phải có huấn luyện viên và phải nghe theo lời huấn luyện viên. Mà huấn luyện viên bây giờ là một người thầy. Có đúng như vậy không? Để tới chưa? Chỉ trừ những người mà gọi là ngang ngang thôi. Còn bất cứ một vận động viên nào hay là những võ sĩ trên võ đài đều được thành công nhờ những huấn luyện viên. Đội bóng đá cũng vậy. Huấn luyện viên rất quan trọng trong đội bóng đá. Bây giờ chúng ta nói đến điều liên quan đến cuộc đời của chúng ta. Mỗi chúng ta là một vận động viên. Mỗi chúng ta đang ở trong cuộc đua. Mà cuộc đua này không phải là cuộc đua của thể xác, mà cuộc đua thuộc linh. Các bạn, chúng ta có chạy cuộc đua thuộc linh này thành công được hay không? Chúng ta có kéo theo những người cùng chạy với chúng ta hay không? Thì chúng ta cần cái gì các bạn? Cần sức khỏe thuộc linh. Có đúng như vậy không? Cần sức mạnh thuộc linh. Và nói một cách khác nữa là cần có một phong độ về thuộc linh. Nếu như một người chạy đua thuộc linh mà người ấy đã đánh mất đi sức mạnh thuộc linh, không còn có một đời sống tâm linh cao nữa, người ấy không những không chạy được bản thân mình, người ấy không những không kéo được mình, mà người ấy cũng không kéo được đồng đội. Người ấy sẽ gục ngã giữa đường và người ấy thất bại. Chúng ta là những vận động viên trong một cuộc đua thuộc linh. Chúng ta phải kiểm tra trước khi chúng ta chạy. Có để cho Chúa có amen không? Không bao giờ mà huấn luyện viên có thể để cho một cái vận động viên mà yếu đuối, bệnh tật đi ra chạy được. Phải chuẩn bị, phải trau dồi và phải kiểm tra vấn đề thuộc linh. Để cái phong độ thuộc linh của mình nó đang ở mức độ nào? Có nhiều người hầu về Chúa ngày hôm nay không biết mình đang ở đâu. Không biết mình đang ở trong mức độ nào. Và không biết là mình đang phải cần cái gì. Đó là một cái điều mà Phao-lô nói là đánh gió bao vơ và đừng tiền công trong tứ lực. Là một người của Đức Chúa Trời, chúng ta phải liên tục kiểm soát đời sống của chúng ta. Chúng ta phải kiểm tra sức khỏe đời sống của chúng ta. Chúng ta phải kiểm tra mức độ thuộc linh của chúng ta. Rồi mới chúng ta mới quan tâm đến mức độ thuộc linh của bầy chiên. Các đệ tử chúa có amen. Vậy bây giờ trước khi tôi nói tiếp, chắc là nhờ hội đồng các mục sư cầu nguyện cho tôi hôm qua, mục sư Tuyến đứng và vỗ vai, vỗ vào lưng, nó cầu nguyện rất là nhiều. Tôi nói tốt hơn. Bây giờ mời các mục sư lên đây cầu nguyện giùm tôi cái. Các mục sư. À, xin hội đồng chúng ta cùng nhau đứng lên đi ạ. Và xin các tôi Chúa hướng lòng về tôi Chúa để chúng ta cầu nguyện ở trong thời gian này. Xin Chúa phục hồi lại sức cho tôi của Chúa, và xin Chúa Ngài phục hồi lại cái bộ khoảng để cho cách nói có thể vững hơn.
Bây giờ một lần nữa chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Ôi hallelujah hallelujah baba de 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 hallelujah mama de 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 o salala de de hallelujah baba ba de hallelujah baba de 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 o sala hallelujah baba ba de gana mega 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 besen o hallelujah bana mega 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 sain ko de 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 o salala ma sain gana ma de mega mega ma o salala de 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 mega mega de la mani sala de 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 trong lúc cầu nguyện xin mời tôi tới Chúa là mục sư nguyên tụng bằng gì mục sư bỏ băng lạc bước lên trên này ạ. Hallelujah hallelujah baba de 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 nana me hallelujah ba o salala Hallelujah, Baba, gonna be gonna born in Kalalala, do 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 do. Oh, Salah, Hallelujah, Baba, gonna be gonna born in Kalalala, do 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 do. Oh, Salah, Hallelujah, do 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 do. Oh, Salah, do 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 do. Oh, Salah, do 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 do. Oh, Salah, do 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 Hallelujah, Baba, do do Hallelujah, Baba, do do do. Oh, Salah, Hallelujah, Baba, Baba, do 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 Hallelujah, Baba, do do do. Chúng ta cùng nhau hiệp một và xin tôi tới Chúa Mục sư Võ Văn Lạc xin Mục sư sức dầu và cầu nguyện cho thời gian này. Kính lạy Jesus Christ. Là vua, là Chúa của chúng con, là đấng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con, đấng đó đã gánh thay mọi tội lỗi của chúng con, đấng đó chịu những lần roi đòn để chúng con được lành bệnh. Cảm ơn Chúa điều đó đã thực hiện xong tại thập tự giá mà Chúa Giêsu Christ Chúa cứu Chúa chúng con đã mang gánh. Giờ phút này hết thảy hội đồng cầu nguyện hướng lòng về Chúa và chúng con xin Ngài cho chúng con hưởng được quyền họp pháp này một cách đầy trọn trên đầy tớ của Ngài Mục sư Đinh Thanh Hùng, tổng quan nhiệm của Hội Thánh Âm Toàn Vẹn mà chúng con đang cùng nhau phục vụ cho cơ nghiệp nhà của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa Ngài nghe và nhậm lời cầu nguyện của hết thể hội đồng của chúng con ngay bây giờ. Chúng con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Jesus Christ ở Nazareth, con sức dầu trên thanh quản của đầy tớ Ngài và con tin cậy Chúa và con đặt tay trên hệ thống phổi của đầy tớ Ngài. Chúng con công bố trong danh Chúa Jesus Christ, hệ thống tổn thương nơi phổi, tổn thương nơi thanh quản, thực quản ngay bây giờ phải chấm dứt trên cơ thể của đầy tớ Ngài. Con xin Chúa Ngài thực hiện quyền hợp pháp một cách trọn vẹn, phục hồi 100% về thanh quản của đầy tớ Ngài, không còn bị cơn ho, không còn bị viêm loét làm cho nhục khó chịu và chi phối trong sứ điệp mà đầy tớ Chúa cần ban phát cho hội đồng ngay lập tức. Con xin Chúa Ngài giơ bàn tay của Ngài ra, thông qua sự đặt tay của chúng con, Ngài làm thanh lời của Ngài phán rằng ai tin ta được dấu lạ này, đặt tay trên kẻ đau được lành. Chúng con hết thảy hướng lòng về Chúa, đặt ra tên đệ tử của Ngài, công bố sự chữa lành một cách hợp pháp Ngài đã làm xong cho đệ tử Chúa tại thập tự giá. Con chúc phước cho đệ tử của Ngài giảng một cách lưu loát và trơn tru, không còn bị tắc ngang bởi cơn ho và gây ra khó chịu nữa. Con chúc phước cho đệ tử Chúa, chúc phước cho ngôn ngữ, lời nói và phát âm của đệ tử Chúa một cách hoàn toàn bởi quyền phép sự hợp pháp mà Ngài làm cho đệ tử Chúa ngay bây giờ. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn các mục sư, cảm ơn. Hội thánh tha thứ cho tôi nhé. Tôi tin là có thể tôi không đáp ứng được nhưng mà thánh linh của Chúa sẽ đáp ứng cho chúng ta. Tôi nói tiếp. Một vận động viên muốn chạy phải có sức khỏe. Chúng ta phải có sức khỏe thuộc linh. Vậy bây giờ tôi nói với các bạn này, làm sao để chúng ta kiểm tra được sức khỏe thuộc linh của chúng ta nó ở mức độ nào? Chúng ta kiểm tra bằng cách nào? Có phải là mỗi một ngày chúng ta vào trong room chúng ta cầu nguyện được một tiếng đồng hồ ở trong đó? Hoặc là chúng ta làm bất cứ công việc gì mà Chúa bày tỏ cho chúng ta là thuộc linh không? Một người huấn luyện, một người vận động viên muốn hoàn tất cuộc đua, người ấy phải liên tục kết nối với huấn luyện viên, hỏi huấn luyện viên: tôi phải làm gì? Tôi phải tập tành như thế nào? Và tôi phải làm sao để cơ bắp của tôi nó tốt? Tôi phải làm sao ăn uống như thế nào? Và vận động huấn luyện viên sẽ liên tục đưa ra những chỉ đạo. Huấn luyện viên liên tục sẽ đưa ra những sự chỉ dẫn, dạy dỗ. Và cái vị vận động viên ấy sẽ được nhiều kết quả qua cái sự dạy dỗ của vị huấn luyện viên. Bóng đá cũng vậy, thể thao cũng vậy, ca sĩ cũng vậy,
thể hình cũng vậy. Ở trong trường lớp phổ thông ngày hôm nay cũng thế. Cái người học trò nào mà cảm thấy thầy của mình là cần thiết quan trọng, hay hỏi han thầy của mình để thầy của mình chỉ dẫn cho, những người ấy là những người khiêm nhường. Những người ấy là những người có cơ hội để thành công. Những người ấy là những người tích lũy trong đời sống của họ rất nhiều tri thức. Các bạn có amen không? Có những người luôn học hỏi bạn đồng lao của mình, luôn luôn học hỏi, thấy những gì mà bạn đồng lao làm tốt, hạ mình xuống học hỏi. Chúa rất đẹp lòng và Chúa rất vui với tâm tình của những con người lúc nào cũng muốn học hỏi. Cái người ham học hỏi sẽ biến mình trở nên một cái gọi là một cái kho tàng của sự tri thức. Chúng ta trở lại với cuộc đua thuộc linh. Chúng ta là học trò trong tay Chúa. Chúng ta làm gì đây? Chúng ta phải làm như thế nào? Làm sao cuộc đời chúng ta được thành công? Là một mục sư, chúng ta phải ước mong rằng chúng ta phải đầy ơn. Là người hầu với Chúa, chúng ta phải ước mong điều đó. Là một người kinh doanh ở bên ngoài, chúng ta phải ước mong rằng chúng ta thành công. Đầu tư đúng. Các bạn có amen không? Là những ban thờ phượng, chúng ta phải ước mong rằng tiếng đàn của chúng ta khác với tiếng đàn của mọi người. Tiếng đàn của chúng ta có sự sức giàu. Sự thờ phượng của chúng ta làm tan chảy tấm lòng của mọi người. Nếu có ai đó vô tình coi được cái bài thờ phượng của chúng ta, họ phải thấy được sự sức giàu qua bài thờ phượng đó. Chúng ta phải có sự ước mong. Chúng ta phải có sự học hỏi. Nếu chúng ta là những người đang đi làm chứng, chúng ta không phải ước mong rằng một lời chúng ta nói ra đem đến sự quy phục cho những người nghe đạo của Chúa. Học hỏi là một điều tiên quyết để biết rằng người đó đang ở phong độ thuộc linh hay không. Các bạn có amen không? Tôi nói với các bạn điều này. Đừng nghĩ là ngày nào chúng ta cũng đứng ở trong lớp, ở trong bục giảng chúng ta dạy người ta mà chúng ta là thuộc linh đâu đấy. Các bạn có tin không? Nhiều người giảng lời Chúa tuyệt vời lắm, nhưng mà nhìn đời sống của họ đi, không chấp nhận được. Thế gian còn không chấp nhận được chứ đừng có nói là Chúa. Có để đỡ cho có amen không? Cái vấn đề ở đây nó ở cái chỗ tấm lòng của một người học hỏi. Luôn luôn cầu hỏi ý Chúa. Chúa ơi, con phải làm gì? Con phải làm như thế nào? Con bắt đầu từ đâu? Từ một việc lớn hay việc nhỏ? Người học trò cũng chạy đến và hỏi ý kiến của thầy mình. Và đó là cái cơ hội để chúng ta thành công. Đó là một thước đo để chúng ta biết được rằng chúng ta đang ở phong độ thuộc linh hay không. Các bạn ơi, nhiều khi chúng ta làm nhiều quá, chúng ta cầu nguyện lắp bắp vài điều về tiếng mới. Xong rồi chúng ta tự hành xử. Chúng ta làm tất cả những gì đưa đến cho chúng ta. Chúng ta tưởng rằng, chúng ta nghĩ rằng, chúng ta đang làm nhiều việc như vậy có nghĩa là chúng ta đang kết quả. Nhưng mà không đâu. Tôi nói với các bạn, nếu chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, nếu chúng ta học hỏi Chúa nhiều, Chúa ơi giúp con phải làm gì? Nếu mà chúng ta ở trong cái mối quan hệ với Chúa như thế này, thì chúng ta có dại cũng trở nên khôn. Các bạn có amen không? Chúng ta có yếu cũng trở nên mạnh. Còn nếu không, không có gì bảo đảm cho đời sống của chúng ta. Chúa nói hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho các con những việc lớn, những việc khó các con không biết được. Và đó là những cái điều mà chúng ta học quá quen thuộc. Nhưng mà chúng ta có làm quen thuộc không? Cái vấn đề đây là chúng ta có làm quen thuộc hay không? Trong cuộc đời tôi, bất cứ việc gì, việc lớn, việc nhỏ, Chúa chỉ cho con. Tôi không cầu nguyện một cách, tôi bị luận với Chúa. Tôi không cầu nguyện một cách xáo rỗng đâu. Tôi nói Chúa ơi, con phải làm gì đây? Một cái mớ, công việc nhiều quá. Con bắt đầu từ đâu? Và con phải làm như thế nào? Chúa ơi, con muốn sự thành công. Con muốn Chúa được vinh hiển qua chức vụ của con. Con muốn Chúa được vinh hiển qua hội thánh của Ngài. Chính vì vậy, cho nên là chúng ta phải chạy đến với Chúa, tìm cầu Chúa trong mỗi ngày. Hội thánh có amen không? Chúng ta vật lộn với Chúa. Các bạn ơi, cầu hỏi với Chúa nhiều vào đi. Cuộc đời các bạn thay đổi. Chức vụ các bạn thay đổi. Có một điều tôi muốn nói với các bạn điều này. Các bạn đừng trông chờ một tiếng phán giống như là tiếng phán mà Chúa đã từng phán với lại Môi-se. Chúng ta đừng trông chờ cái tiếng phán giống như Chúa đã từng phán với Sau-lơ để bắt bớ đạo Chúa. Tôi nói với các bạn, đây là thời kỳ cuối cùng. Thời kỳ Đức Thánh Linh làm rất êm dịu. Các bạn có amen không? Cứ cầu nguyện theo ý Chúa đi. Chúa tự khắc Ngài tự lèo lái cuộc đời của chúng ta. Tôi nói với các bạn, không cần phải cố gắng để nghe tiếng Chúa phán được. Cứ cầu nguyện Chúa ơi, điều gì tốt nhất xin hướng dẫn con. Đừng gì điều gì tốt nhất xin hãy chỉ dạy cho con. Và cuộc đời con trong tay của Ngài. Ngài muốn dẫn con đi đường nào là đường thành công. Chúa là cha của con, Chúa muốn con thành công mà.
Vì vậy cái điều gì tốt nhất xin hãy dẫn con vào. Điều gì tốt nhất xin hãy bày cho con nói. Tôi nói với các bạn rằng nhiều khi mình nói những điều rất là vô duyên, nhưng mà đó là ý Chúa đấy. Nó trở thành một điều rất là ích lợi cho cái cuộc nói chuyện. Nhiều khi chúng ta giảng một cái điều gì rất là bình thường, nói một điều rất là bình thường, nhưng mà đó là ý muốn của Chúa. Nó tác động vào lòng của người nghe. Còn nhiều khi chúng ta nói ngoài ý của Chúa, chúng ta nói hay lắm, chúng ta nói những điều quá cao sang của thần học, nhưng mà nó không chạm vào lòng của người nghe. Bởi vì đó không phải là Chúa muốn nói. Của thánh có amen không? Xin lỗi hội thánh. Nói đến đây, các bạn đã hình dung được. Các bạn kiểm tra lại đời sống của mình. Các bạn biết trong những ngày vừa qua, các bạn có đang giữ phong độ thuộc linh hay không? Và tôi nói với các đệ tớ Chúa một điều. Đó là cái sự kết nối của chúng ta với Chúa, nó tuyệt vời lắm. Nó sung sướng vô cùng. Ở trong sự hiện diện của Chúa, vinh quang của Chúa đổ xuống. Và Chúa bắt đầu điều hành đời sống của chúng ta. Chúng ta có sai lầm chăng nữa, chúng ta có nghĩ sai, làm việc sai chăng nữa, Chúa có cách để Chúa lái chúng ta vào chỗ đúng. Tuyệt vời không hỏi Thánh Chúa. Đừng có bao giờ, đừng có bao giờ chúng ta cố gắng để chúng ta nghe một tiếng phán rõ ràng, hay là một cái dấu chỉ hay gì đó. Cứ ở trong Chúa, cứ cầu nguyện với Chúa, kết nối với Chúa. Tự nhiên Chúa sẽ dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đến với sự thành công. Và đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, chúng ta muốn kiểm tra phong độ thuộc linh của chúng ta phải xem chúng ta có tội lỗi nào hay không. Hội thánh có amen không? Một người có phong độ thuộc linh hoặc là một người đầy tội lỗi thì không bao giờ đang ở phong độ thuộc linh được đâu. Các bạn có amen không? Chúa, Ngài kỵ với tội lỗi. Ngài yêu tội nhân, nhưng Ngài không chấp nhận tội lỗi. Chúng ta biết kẻ nào phạm tội thì thuộc về ai? Thuộc về ma quỷ. Bởi vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Chúa không kết án chúng ta đâu. Nhưng Chúa chờ chúng ta hãy ra khỏi tội lỗi, ăn năn với Chúa và từ bỏ nó. Và một người liên tục kiểm tra đời sống của mình, nói như ông Phao-lô á. Ông Phao-lô nói rằng, tôi đãi tôi kỷ luật tôi kiểm soát tôi một cách nghiêm khắc. Bởi vì tôi e rằng, tôi dạy dỗ nhiều người, tôi đưa nhiều người vào thiên đàng mà chính tôi bị bỏ lại chăng? Tôi nói với các bạn, sự công chính của Chúa không trừ ai hết. Sự công chính của Chúa không thể nào bù trừ cho cái người mà đã hầu của Chúa lâu năm. Không phải vì hầu của Chúa lâu năm, không phải học thần học nhiều, không phải chức vụ cao, mà được miễn trừ. Không có chuyện này. Ở trong sự công chính của Đức Chúa Trời thì anh tin Chúa bao nhiêu năm, anh có bao nhiêu bằng thần học không quan trọng, anh chức vụ bao nhiêu, anh tổng của các tổng, anh cũng bị Chúa xử lý thôi. Chúa không xử lý thì ma quỷ sẽ xử lý. Còn anh có amen không? Tội lỗi là một điều hết sức nguy hiểm. Tôi nói với các bạn điều này. Kiểm tra thuộc linh hay không dễ lắm, không có gì khó cả. Cứ ở trong Chúa là một. Thứ hai nữa là kiểm tra lại đời sống của chúng ta có tội lỗi hay không. Tôi nói với các bạn cái góc khuất trong cuộc đời của chúng ta đấy. Cái điểm mù, điểm tối ở trong đời sống của chúng ta. Cái góc riêng tư của chúng ta. Chúng ta nghĩ là không ai biết. Thì nơi đó ma quỷ nó biết. Có để cho Chúa có amen không? Ở nơi đó Chúa biết. Tôi nói với các bạn, Chúa biết hết. Chúng ta vẫn giảng mà. Chúng ta nói Chúa là đấng toàn tri mà. Thì giấu làm sao được? Mà đã không giấu được thì đóng kịch làm gì nữa? Tôi vẫn thường nói câu rất đơn giản. Các bạn ơi, tôi cũng ra ngoài xã hội như một sư chồng nói là cũng phải chỉnh chu đấy. Cũng phải chuẩn xác. Nhưng mà trước mặt Chúa, lúc nào mình cũng đơn sơ với Chúa là tốt nhất. Và tội lỗi, có một cái câu chuyện ở trong Sử Ký Nhì đoạn 21. Các đệ tớ Chúa là những người giảng lời Chúa biết câu chuyện này. David, có một ngày kia Satan xúi David là tu bộ lại dân số. Và đây là một cái tội vô cùng kinh tởm trước mặt Chúa. Các bạn ơi, cái chuyện tu bộ lại dân số này có gì đâu. Cái chuyện mà kiểm tra dân số xem còn bao nhiêu dân số. Dân số của mình 1 triệu người, 2 triệu người. Chuyện đấy có gì đâu. Thế nhưng mà nó lại trở nên kinh tởm trước mặt Chúa. Tại sao vậy? Tại vì David
không có kiểm tra dân số. Tôi xin lỗi hội thánh, phiền hội thánh quá. Cái chuyện mà kiểm tra dân số đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà nó không hề bình thường. Chỉ có David biết. Và Chúa biết. Ông ấy đang tự hào. Ông ấy đang tự hào một cái vị vua oanh liệt đã chiến thắng bao nhiêu trận chiến. Và bây giờ ông sở hữu được rất nhiều dân Israel. Ông đang sở hữu được rất nhiều quân, rất nhiều dân. Và ông muốn tự, ông muốn khoe mình. Một sự kiêu ngạo kinh khủng ở trong ông. Ông muốn cho mọi người biết được rằng thành tích của ông là như thế nào. Ông đang cai trị bao nhiêu người. Ông là một vị vua của một đám đông. Và đấy là một sự kiêu ngạo. Chúa ghê tởm và ông cũng nhìn thấy. Chúa chưa nói gì thì ông đã biết được tôi đã phạm tội chậm. Tôi đã phạm tội quá lớn trước mặt Chúa. Vậy xin Chúa hãy trừng phạt tôi, tha thứ. Chúa chưa nói gì mà ông biết tại sao vậy. Tại vì nói như người đời nói. Cái gì nhỉ? Có tật thể dập mình. Tự ông ta biết. Tự trong cái động cơ của ông ấy biết. Là ông ấy đang thành công. Ông ấy đang sở hữu rất nhiều. Ông đang cai trị rất nhiều người. Và đó là một cái điều kiêu ngạo. Và Chúa cho ông ba cơ hội bị trừng phạt. Một là bị đói 3 năm. Hai là bị quân thù đánh bại 3 tháng. Ba là bị Đức Chúa Trời hành xử. Bị ôn dịch 3 ngày. Chọn cái nào? Cuối cùng, đúng là kiêu ngạo nhưng mà cũng vẫn còn khôn ngoan. Ông nói rằng ông chọn ôn dịch 3 ngày, thà chết trong tay Đức Giê-hô-va còn hơn là chết trong tay kẻ thù. Điều này nói cái gì? Yêu mến Chúa. Vẫn tin cậy Chúa. Vẫn tôn thờ Chúa chứ không phải là không. Nhưng kiêu ngạo thì vẫn có đâu đó. Khi mà Chúa cho ông 3 cái để chọn lựa. Thì ông nói rằng nếu mà đói thì phải đi xin ăn. Đói thì cũng bị kẻ thù xỉ nhục. Bị đói 3 năm chịu gì nổi. Còn nếu không thì quân thù sẽ đánh bại mình trong 3 tháng. Chết trong tay kẻ thù như vậy đau đớn. Tôi ôn dịch chết trong tay của Chúa. Tôi nhắc lại một lần. Ở trong một người kính sợ Chúa, ở trong một người yêu mến Chúa, tận hiến với Chúa, vẫn có sự kiêu ngạo. Hội thánh có amen không? Có nhiều khi chúng ta thành tích, chúng ta coi mình là hội thánh lớn, hội thánh nhỏ. Rồi chúng ta so mình với hội thánh khác. Chúng ta so mình, chúng ta tự hào. Tôi nói với các bạn này, 1 triệu người dân Israel đó là của ai? Ai đẻ ra họ? Đức Chúa Trời. David cũng có quyền. Tôi nói chuyện chiên mà chúng ta đang chăm sóc đó các bạn. Hãy nhớ kỹ điều này, hỡi những người chân chính. Đó là chiên của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Christ cứu họ. Chỉ có Chúa mới đổ huyết ra để cứu họ mà thôi. Còn chúng ta thì là những quản gia. Các bạn có amen không? Hạ mình xuống. Có nhiều người cai trị chiên một cách kinh khủng. Tôi không hiểu nổi. Có nhiều người cai trị chiên và tự hào. Hội thánh mà đụng vào chiên của họ là thôi rồi đó. Họ ăn thua đủ luôn đó. Không được. Chúng ta phải biết rằng chiên là của Chúa. Chúng ta chỉ là những người được Chúa đặt để chăm sóc bảo vệ họ thôi. Trong tư tưởng của chúng ta phải để cho họ đến gần với Đức Chúa Trời. Tại sao mà Chúa ghê tởm David? Bởi vì Chúa nói cái dân đó ta sánh rẻ ra nó, không phải của ngươi đâu. Mà ngươi có như là của ngươi, có như một cái thành tích vậy. Và đó là một cái tội. Hôm nay xin Chúa giúp đỡ chúng ta để rồi hội thánh chúng ta, dù chúng ta đang sợ chúng ta đang sở hữu một hội thánh lớn hay nhỏ, chúng ta có trình độ về âm nhạc cao hay là ít, chúng ta được ơn nhiều hay là ít, xin hãy hạ lòng xuống. Tất cả là bởi Chúa ban cho. Ân điển của Chúa, hỡi những người của Đức Chúa Trời, Chúa không chấp nhận sự kiêu ngạo đâu. Tội kiêu ngạo là một tội vô cùng lớn. Chúa chống nghịch kẻ kiêu ngạo. Chúa mà đã chống nghịch thì làm sao chống lại được ngay? Con người mà chống nghịch thì còn chịu nổi. Nhưng mà Chúa mà đã chống thì không chạy đi đâu được đâu. Vậy xin Chúa giúp đỡ để rồi hội thánh phúc âm toàn vẹn Việt Nam là hội thánh bước đi trong sự khiêm nhường. Đó là lý do tại sao mà tôi nói ở trong các hội đồng rằng chúng ta đừng tự hào. 11.000, 8.000 tín hữu, vài chục con chiên, vài trăm con chiên, mà đôi lúc có những người đã kiêu ngạo, có những người đã cho mình là ai. Xin Chúa giúp đỡ để rồi để rồi Chúa loại bỏ cái tinh thần đó ra khỏi hội thánh phúc âm toàn vẹn Việt Nam. Và các bạn nói đi, nói với người bên cạnh đi, hãy hạ mình xuống, hãy khiêm nhường. Tất cả mọi sự là của Chúa.
Tôi chỉ là quản gia. Tất cả những gì mà các bạn đang sở hữu, ta lân, ân tứ, đó là của Chúa ban cho. Các bạn có amen không? Phao-lô nói ở trong Philip hồi nãy, đoạn 3, câu 12, câu 16. Ông, tất cả ông quay lưng phía sau. Ông bỏ lại phía sau. Ông chỉ bươn tới phía trước. Ông đạt được cái giải. Đó là sự kêu gọi từ thiên thượng. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có tinh thần này. Ở trong Cựu Ước có một cái câu chuyện nữa nói về cái tội lỗi. Samuel nhất đoạn 4. Samuel nhất đoạn 4. Các bạn biết. Ở trong câu chuyện này, dân Philippines đã đánh bại dân Israel. Dân Israel bại một cách thê thảm. Nhưng mà cái điều quan trọng là họ bị bại trận ngay khi hòm giao ước đang ở giữa dân Israel. Trong thời kỳ ước, ở nơi đâu có hòm bằng chứng, ở nơi đâu có hòm giao ước, thì đồng nghĩa với việc Chúa đang ở đó. Tại sao? Tại sao Chúa đang ở đó mà Chúa vẫn để cho dân Israel bay qua 70.000 người chết, 7 vạn người chết? Tại sao vậy? Đau đớn không các bạn? Có Chúa mà, Chúa đang hiện diện mà. Là bởi vì cớ tội lỗi của dân Israel. Hophni và Phinea là hai đứa con của gì? Của Heli. Đã hành xử một cách thiếu sự công chính, gian ác, ăn nằm với những người nữ ngay trong cửa hội mạc, rồi chiếm đoạt những của lễ tốt nhất cho mình. Lòng tham lam, nhỏ nhen, ích kỷ, gian dâm, ô uế, đã một thầy tế lễ mà còn như thế. Chúa không chấp nhận tội lỗi. Chính vì vậy, cho nên Chúa không hành động. Đây là một bài học lớn cho cuộc đời tôi. Còn các bạn, tôi không biết. Tôi nói với các bạn điều này. Cái biểu tượng của một cái thập tự giá, rồi cái chữ Emmanuel, rồi có cái chữ nữa là Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời. Hội thánh đầy kinh thánh. Hội thánh có rất đông người. Nhưng điều quan trọng, Chúa có ở đó hay không? Bây giờ, chúng ta nói tiếp. Chúa nói là, nơi nào có đôi ba kẻ nhân danh ta mà nhóm này, ta sẽ ở giữa, đúng không? Rồi Chúa nói là, phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến mà ban phước. Đó là lời hứa của Chúa. Thế thì những cái biểu tượng như này, rồi những con người cầm kinh thánh đi, như vậy chứng tỏ rằng họ có Chúa không? Có Chúa. Nhưng Chúa không hành động. Đây là một điều để chúng ta nhắc nhớ. Chúa có hành động hay không, đó lại là một vấn đề khác. Dân Israel đang sở hữu hòm giao ước. Dân Israel đang có hòm bằng chứng ở giữa dân sự. Thế nhưng mà Chúa để cho dân Philippines đánh bại dân Israel một cách đau đớn, 7 vạn người phải chết. Chúa không hành động. Hồi đánh qua men không? Chúa ở đó, Chúa ở giữa trại quân, nhưng mà Ngài không hành động. Chúng ta đừng nghĩ rằng có Chúa thì không. Có Chúa, ai mà chẳng có Chúa. Bởi vì Chúa hứa là ta ở cùng các con trong ngày tận thế. Nhưng mà Chúa có hành động trong người đó hay không? Chúa có hành động trong hội thánh đó hay không? Đó tùy thuộc cái vấn đề là người đó có sống công chính cho Chúa hay không? Hội thánh đó có sống trong sạch cho Chúa hay không? Và đó là bài học lớn cho trong cuộc đời của chúng ta ở trong thời kỳ cuối cùng này. Đó là lý do tại sao có nhiều hội thánh tôi thấy bước vào không thấy sự sống ở đâu cả. Có nhiều người đệ tớ Chúa nói là sặc những mùi thế gian không? Ôi làm sao mà Chúa có thể hành động được? Làm sao Chúa có thể bày tỏ quyền năng của Ngài được? Vì vậy cho nên, để muốn kiểm tra mức độ thuộc linh, chúng ta muốn kiểm tra được phong độ thuộc linh của chúng ta phải xem có cái lối ác nào trong chúng ta không. Hội thánh có amen không? Đừng cho ma quỷ có cơ hội các bạn ơi. Những con mọt, những con trồn ở trong cuộc đời của chúng ta, những cái góc khuất ấy, chúng ta tưởng chừng như không ai biết, nhưng mà nó làm hại cuộc đời của chúng ta đó. Chúng ta đánh mất quyền năng, không có quyền năng đâu. Chúng ta chỉ mang danh của Chúa ra để mà nói thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có tiếng sống mà là chết. Vì vậy cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Để rồi chúng ta ở trong một cuộc đua, ở chúng ta trước vạch xuất phát, chúng ta phải kiểm tra lại sức khỏe chúng ta. Còn bao nhiêu năm trường, bao nhiêu sự thành công, sự vinh quang của chúng ta còn chờ đợi chúng ta. 99 triệu đồng bào Việt Nam đang chờ chúng ta. Chúng ta chạy được hay không? Chúng ta hoàn tất được hay không? Chúng ta được kết quả trong cuộc đua của chúng ta hay không? Tùy thuộc vào vấn đề chúng ta có phong độ thuộc linh hay không? Chúng ta có sức khỏe thuộc linh hay không? Và như nãy chúng ta đã biết rồi. Để có sức khỏe thuộc linh, để có phong độ thuộc linh thì điều thứ nhất, đó là người đó kết nối với Chúa một cách hoàn hảo. Làm bất cứ một điều gì cũng nhờ cậy nơi Chúa. Đừng có dùng tiếng mới không để khỏa lấp đi cái yếu đuối của mình. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, chỉ cho con đi, dạy cho con đi.
Hãy cho con biết đi, cuộc đời tôi là vậy. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng mà tôi luôn luôn nói chuyện với Chúa một cách rất là cụ thể. Có nhiều khi các bạn biết không, tôi phải ở trong một cái hội đồng nào đó mà tôi không muốn mình vô ơn. Tôi muốn là hội đồng phải được phước. Tôi luôn nói với Chúa là, Chúa ơi, nếu như con làm công tác mục vụ hôm nay mà con làm cho hội thánh hay là hội đồng này mất phước, con sẽ buồn, con khóc rất nhiều. Tôi nói cụ thể luôn. Con sẽ khóc rất là nhiều. Khóc vì đau đớn. Khóc vì thảm bại. Khóc vì đã làm mất ơn, mất phước của hội đồng. Khóc đã vì làm mất phước của hội thánh, của dân sự. Còn nếu Chúa vui lòng ban phước cho con, Chúa vui lòng sử dụng cuộc đời con, ban phước cho hội đồng, con cũng sẽ khóc. Con khóc vì sung sướng. Con khóc vì con thấy hội thánh được phước. Con khóc vì con thấy được mọi người được phước. Con khóc vì con thấy Chúa hiện diện ở trong hội thánh. Con khóc vì con thấy Chúa bằng lòng để hành động qua đời sống con. Và tôi nói với Chúa, kiểu nào con cũng khóc. Nếu thất bại, con cũng khóc. Nếu Chúa cho thành công, con cũng khóc. Và tôi nói với Chúa là, Chúa ơi, vậy Ngài muốn con khóc theo cách nào? Và tôi nói với Chúa, con biết rằng Chúa là cha nhân từ của con. Ngài muốn con khóc vì sung sướng, chứ không phải là khóc vì thất bại. Xin Chúa giúp đỡ. Đấy, đấy là những cái gì mà tôi biện luận. Tôi liên tục bước đi với Chúa trong những năm tháng vừa qua. Xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta bước đi với Chúa một cách là mật thiết hơn nữa. Có để cho Chúa có amen không? Để cho sự sống của Chúa tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Rồi, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ nhất trong một vận động viên, đó là phải kiểm tra sức khỏe. Rồi cái điều thứ hai, một vận động viên ở trong cái vạch xuất phát, người ấy cần là cần cái gì, có để tới trước. Cần cái gì ạ? Cái điều thứ hai, ai vừa nói tập trung đó? Cảm ơn bạn. Tập trung. Cuộc đời có quá nhiều điều để chúng ta chi phối. Có quá nhiều điều để chúng ta nghĩ tới. Nếu chúng ta đánh mất sự tập trung, chúng ta sẽ thất bại. Sự tập trung là một điều hết sức quan trọng của một vận động viên. Ông đã tập trung, ông đang nghĩ rằng phải đem vinh quang về cho Tổ quốc, phải đem vinh quang về cho quốc gia, phải làm sao đem sự chiến thắng để làm vui lòng đồng đội, phải làm sao cho người thầy của mình cũng được rất là vui mừng vì có sự thành công. Và làm sao mình cũng được vinh quang. Cái người mà chạy đua đó, khi mà họ chạy đến đích, họ thành công, họ có huy chương các bạn. Có huy chương. Huy chương là làm rạng danh họ, nhưng mà rạng danh cả một quốc gia. Và lúc đấy người này tập trung. Tập trung hết sức, phải chạy. Đạt được. Cố gắng hết mình. Còn nếu như cái vận động viên ấy đứng ở trước cái vạch mà không hề tập trung, thì kệ tới đâu thì tới. Không quan tâm đến điều gì cả. Lại còn tự hào nữa. Không sao, dẫu sao trong nữa thì mình đã đạt huy chương ở trong cuộc đua cấp quận rồi. Mình đã đạt huy chương ở trong cuộc đua cấp thành phố rồi. Mình đã đạt huy chương ở trong cái cấp độ quốc gia rồi. Bây giờ đi thế giới này, mình có nhiều, nhiều thành công rồi. Không sao. Nhưng mà tôi nói với các bạn, cái sự thành công ở trong quá khứ, ở trong cái cấp quận, nó không bảo đảm rằng anh sẽ thành công ở trong cấp quốc gia. Cái đời ta chưa có amen lắm. Anh không thể lấy. Ở trong cái cấp kia anh thành công, nhưng mà cấp này anh nghĩ là anh thành công cho anh sống buông thả. Anh không tập luyện, anh cũng không hỏi huấn luyện viên, anh cũng không có gò mình vào trong kiểm soát. Anh ăn chơi, anh phóng túng, anh xa xỉ sức khỏe của anh. Đó. Và anh cũng chẳng câu hỏi gì cả. Đến ngày thi, anh đứng lên mà tôi đã từng chiến thắng. Người đó không bao giờ chiến thắng được nữa. Điều này nói với chúng ta điều gì? Là một người đầy tớ của Lực của Trời, tập chú vào những gì ở phía trước, quên lưng mọi sự ở phía sau. Đừng nghĩ thành tích. Cái đầy tớ cho có amen không? Đừng nghĩ rằng tôi đã có bao nhiêu hội thánh. Đừng nghĩ rằng tôi đã là người nổi tiếng. Đừng nghĩ rằng tôi đã giải cứu được bao nhiêu người. Đừng nghĩ rằng tôi đã có bao nhiêu trường thần học. Đừng bao giờ nghĩ tất cả là con số không. Và tập chú vào Chúa. Nhìn vào Chúa. Hội thánh có amen không ạ? Tập chú vào để làm sao đem đến sự vinh quang cho Chúa. Làm sao Chúa được vinh hiển đây?
Chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta phải cư xử bằng lời ăn tiếng nói, bằng cách sống của chúng ta làm sao để Chúa được vinh hiển đây? Làm sao để bầy chiên có một cái tấm gương tốt đây? Làm sao mình có thể làm gương tốt cho bầy? Làm sao mình có thể làm gương tốt cho con cái của mình? Làm sao mình có thể làm gương cho xã hội này? Những người ngoài thế gian kia người ta không biết Chúa đâu. Nhưng mà người ta nhìn vào đời sống của chúng ta bằng cách ăn nết ở của chúng ta mà người ta thấy được một đức của trời qua cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải tập chú vào sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta phải tập chú vào cái điều mà Đức Chúa Trời tập chú. Còn anh có amen không? Còn chúng ta đừng quan tâm đến cái điều mà chúng ta quan tâm là một người của Đức Chúa Trời được Chúa chụp lấy rồi, được Chúa Giêsu bắt lấy rồi, Chúa đã mua bằng huyết của Ngài rồi. Chúng ta phải quan tâm điều mà Đức Chúa Trời quan tâm. Chúng ta phải quan tâm điều mà Chúa Giêsu quan tâm. Chúa Giêsu tập chú vào cái gì? Các bạn, Chúa Giêsu xuống thế gian này, thế Ngài tập chú vào cái gì? Tất nhiên có nhiều điều Ngài cần làm, nhưng có một điều Ngài tập chú số một, đó là cái gì? Đó là đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại này. Đó là đem sự cứu rỗi đến cho những người hư mất. Hội thánh của amen. Và ngày hôm nay, chúng ta xem sự tập chú của chúng ta như thế nào. Chúng ta hãy kiểm tra lại đi, nếu chúng ta là những người lãnh đạo hội thánh, nếu chúng ta là những người lãnh đạo cho một giáo hạt, ở trong gia đình, tổ tế bào, các bạn xem cho. Tôi và các bạn cùng xem cái sự tập chú của chúng ta có đúng không trong những năm tháng vừa qua. Bằng cách này, các bạn kiểm tra đi. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để chúng ta có một bài giảng về sự truyền giáo? Có bao nhiêu năm để chúng ta có một bài giảng về đại mạng lệnh của Chúa? Chúng ta biết ngay là chúng ta tập chú như thế nào rồi. Có phải Đức Thánh Linh là đấng mà dẫn dắt chúng ta trong mọi cuộc truyền giáo không các bạn? Có bao nhiêu bài giảng nói về Đức Thánh Linh? Chúng ta biết rằng một cái người mà thiếu đi bông trái thì người đó không bao giờ làm Chúa được vinh hiển. Có đúng như vậy, có đề tới chưa? Thế thì có bao nhiêu bài giảng trong một tháng? Có bao nhiêu bài giảng trong một năm nói về bông trái của Đức Thánh Linh? Đấy là những điểm mù. Đấy là những điều mà ma quỷ đã lừa dối hội thánh trong suốt những năm tháng qua. Hầu như những điều tối quan trọng trong hội thánh không được nói đến. Tối quan trọng mà Chúa quan tâm đó là đại mạng lệnh của Chúa. Đại mạng lệnh của Chúa là sứ mạng cho mỗi một cơ đốc nhân. Chúng ta phải quan tâm đến đại mạng lệnh của Chúa đi cứu người thế gian. Mà tôi nói cái này với các bạn. Các bạn xem nhé, hội thánh có được phấn hưng hay không nhé. Ngày trước ấy, chúng ta chưa có hội thánh thì chúng ta cố gắng đi làm chứng, bảo nhau đi tìm kiếm từng con chiên. Mà được một người rồi ấy, chúng ta tìm đủ cách để cho họ lớn lên, người này người kia xuống vào. Rồi bây giờ sau 10 năm, bao nhiêu năm, hội thánh có 30 người. Bây giờ các bạn có biết không, bắt đầu người lãnh đạo ra kế hoạch làm sao để phát triển các ban ngành, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, ấu nhi, rồi làm sao phát triển sự thờ phượng, bắt đầu tập chú vào huấn luyện. Ôi chà, huấn luyện từ 10 môn quản nhiệm, chương trình show, chương trình rất nhiều, xong rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, 3 cấp. Mất bao nhiêu năm? Được một môn chỉnh giáo mở mang hội thánh dạy 3 ngày. Xong. Dạy 3 ngày xong. Đức Thánh Linh là đấng đang lãnh đạo hội thánh. Thành công hay không đỡ ngài? Lớp cấp 2 dạy được một môn Đức Thánh Linh. Xong rồi dạy thêm được một môn nữa. Ân tứ của Đức Thánh Linh. Còn bông trái đâu? Bắt đầu hội thánh tập chú vào gây dựng bên trong, tập chú vào con chiên, giải quyết nan đề cho chiên, giải quyết nan đề cho bầy. Và chúng ta biết rằng chúng ta không có khả năng để giải quyết nan đề. Để tới Chúa có amen. Chúa đều gọi chúng ta ở trong thế gian này để đi giải quyết nan đề cho người khác. Chính Chúa mới là đấng giải quyết nan đề cho họ. Chúng ta nhớ câu chuyện Chúa Giêsu. Khi mà Ngài cho người ta ăn, người ta chữa lành cho họ, người ta giải, Chúa giải cứu cho người ta, rồi đám đông cứ bu theo Ngài. Đám đông cứ chạy theo Ngài để có được điều này, điều kia. Mới sáng về, tự nhiên Chúa đang đi, môn đồ nói, thầy ơi, đám đông kìa, đang chờ thầy đâu. Chúa nhìn họ. Chúa bảo, ta phải đi qua làng bên kia. Vì có điều, tại cái điều này mà ta xuống thế gian này,
Ý Chúa nói rằng ta phải đi qua làm bên kia, bởi vì ở bên kia có nhiều người nó chưa nhận được sự cứu rỗi, ta phải qua bên đó, ta phải giảng tin lành, ta cứu họ. Ta không xuống đây để giải quyết nan đề bằng cách là ăn gì uống gì mặc gì. Chúa, nếu như cái người đó cứ ở trong Chúa, tự khắc Chúa sẽ ban cho. Còn lại Chúa tập Chúa vào thế giới hư mất. Ngày hôm nay chúng ta xem hội thánh tập Chúa vào cái gì? Chúng ta tập Chúa bên trong, gây dựng hội thánh. Và cuối cùng chúng ta thấy hội thánh từ 30 người, sau mấy năm nó tụt xuống còn 25 người. Nó tụt xuống nữa còn 20 người. Để quyết nan đề, suốt ngày cầu nguyện cho nan đề. Không bao giờ cầu nguyện cho thế giới hư mất. Không bao giờ có một kế hoạch cho thế giới hư mất. Làm sao hội thánh phấn hưng được? Làm sao mà ý muốn của Chúa được nên? Hội thánh có amen không? Đâu phải chúng ta cứ kêu gào phấn hưng là phấn hưng. Nhưng mà chúng ta xem hành động của chúng ta là hành động gì? Chúng ta kêu gào sự phấn hưng, nhưng hành động của chúng ta không phải là hành động đem sự phấn hưng. Chúng ta tập Chúa vào bên trong nhiều quá. Tôi nói các bạn này, đầu tư tiền cho nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà chúng ta xem trong hội thánh địa phương của chúng ta có cái quỹ đầu tư cho truyền giáo không? Kiểm tra lại đi. Chúng ta có cái quỹ cho truyền giáo không? Tại sao bao nhiêu tiền bạc đổ dồn vào nhiều thứ mà riêng truyền giáo thì không? Những ngày tháng vừa qua tôi ăn năn. Tôi và thường trực ban điều hành tổng hội chúng tôi ăn năn rất nhiều. Tôi nói ở đây là nói các bạn, nhưng mà chính bản thân tôi ăn năn. Chính bản thân tôi và thường trực ban điều hành tổng hội là những người Chúa đang dùng, tạm dùng để lãnh đạo hội thánh trong giai đoạn này. Chính chúng tôi cũng sao lãng. Chính chúng tôi cũng không phát động tinh thần. Chính chúng tôi cũng thả trôi cái công việc truyền giáo này. Và trong những ngày vừa qua chúng tôi phải ăn năn rất là nhiều. Và chúng ta tin đi. Chúng ta tin rằng đây là một giai đoạn mới, một khởi đầu mới. Chúng ta không đi theo cái cũ nữa. Và chúng ta sẽ tập Chúa vào điều mà Chúa tập Chúa. Chúng ta sẽ cùng có một kế hoạch để truyền giáo. Để tới Chúa có amen không? Chúng ta kiểm tra lại, chúng ta sẽ thấy ngay. Chúng ta tập Chúa vào điều gì? Tôi đấy. Tôi kiểm tra lại nhé. Trong những ngày vừa qua, tôi coi lại những phép lạ mà Chúa Giêsu làm. Nó nằm bên ngoài hội thánh. Thế xong rồi tôi nói, ở thì lúc đó chưa có hội thánh mà. Tôi nghĩ trong bụng vậy. Bắt đầu tôi kiểm tra đến công vụ cái sơ đồ. Ôi, 10 hội thánh hết 9 hội, tôi xin lỗi, 10 phép lạ đấy, 9 cái làm ở ngoài đường cái kiểu. Làm ở trong cái chỗ hư mất ấy. Các bạn có amen không? 9 cái phép lạ chỉ có một phép lạ nằm ở trong đó trong hội nhà hội thôi. Ôi các bạn ơi, Chúa trang bị ân tứ cho những người có đôi chân ra đi. Cho các người có tấm lòng ra đi, cho hội thánh ra đi. Phép lạ sẽ xảy ra cặp theo những người đó. Ở trong cung, xin lỗi, Mát đoạn 16 câu 20 nói là các môn đồ ra đi khắp mọi nơi. Chúa ở cùng với các môn đồ. Lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm. Chúa ở cùng cho những người ra đi. Chứ không, Chúa không ở cùng để ban ân tứ cho những người cứ ngồi lì ở trong đó mà thưởng thức những cái bánh ngon của Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải thay đổi. Trong khởi đầu mới này chúng ta cần phải thay đổi. Có để tới Chúa comment không? Hãy lập quỹ truyền giáo. Tôi nói với các để tới Chúa. Các để tới Chúa. Nếu như các để tới Chúa đã lớn tuổi, tôi cũng lớn tuổi rồi. Nếu các để tới Chúa bận quá đi, rất là bận đến mức độ không thể ra đi được, không sao các bạn. Vì mỗi người có một công việc. Chúng ta không ra đi, nhưng lòng chúng ta phải ra đi. Sự cầu nguyện của chúng ta phải ra đi. Tiền của chúng ta cũng phải ra đi. Cầu nguyện cho tội nhân, lòng hướng về họ, tiền cũng dành cho họ. Có để tới Chúa có amen không? Rồi, nếu chúng ta không ra đi, chúng ta có thể sai phái mà. Chúng ta có thể phát động tinh thần mà. Chúng ta có thể truyền cảm hứng cho dân sự mà. Họ chưa từng ra đi, hãy thúc giục họ, hãy ra đi. Trang bị tiền cho họ, trang bị tất cả mọi điều tốt lành nhất. Hãy sai phái cái đội ngũ của chúng ta ra đi. Chứ không phải cứ là các mục sư lớn tuổi rồi làm sao mà đi. Còn nhiều công tác nữa, đó là lý do. Trong những ngày sắp tới đây, ban điều hành tổng hội sẽ đẩy mạnh cái tinh thần truyền giáo cứu người. Chúng ta không biết cứu được bao nhiêu, không cần biết. Chúng ta cứ làm đúng theo đại mạng lệnh của Chúa. Chúng ta cứ tập Chúa vào điều Chúa Giêsu tập Chúa. Để chúng ta chắc chắn rằng Chúa sẽ đẹp lòng. Và Chúa sẽ được vinh hiển qua đời sống của chúng ta, qua hội thánh phúc âm toàn cầu Việt Nam. Thôi đi những ngày chúng ta chỉ công bố mà không làm. Hội thánh có amen không? Thôi đi những cái giây phút mà chúng ta công bố nhiều quá. Nhưng mà chúng ta hành động ngược lại. Chúng ta công bố một đường nhưng mà cái hành động chúng ta lại ngược lại. Xin Chúa giúp đỡ. Để rồi cái chủ đề của cái giai đoạn mới này, nó sẽ ăn sâu vào đời sống của chúng ta, vạch xuất phát. Không có gì cả. Tập Chú. Và có tất cả mọi sự như không có gì. Cố gắng. Cố gắng. Tập Chú. Tập Chú một cuộc đua. Đua làm sao để có thể đạt được giải. Đua làm sao cho đúng luật. Và để chúng ta kiểm tra thuộc linh của chúng ta. Hãy loại bỏ tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. Hãy loại bỏ tội lỗi ra khỏi hội thánh của Chúa. Tôi thấy cái câu chuyện của Haley thật là tệ hại. Con ông phạm tội như thế.
con ông với là lấy những cái của lễ tốt nhất là ăn trộm lấy về cho mình, rồi còn nằm với những người nữ ở ngay trong hội mẹ. Thế mà ông biết chuyện đó mà ông bảo tại sao các ngươi làm thế? Đó không phải là câu nói của một người công chính, đó không phải là cách hành xử của một người lãnh đạo. Phải cố gắng loại bỏ cái tội lỗi ra khỏi con của ông. Nếu như người lãnh đạo mà can đảm loại bỏ tội lỗi ra khỏi con của ông thì chắc có lẽ là con ông cũng không chết một cách thế thảm như vậy. Chắc có lẽ là dân Israel không chết một cách thế thảm như vậy. Cho nên người lãnh đạo rất quan trọng với cái đời tớ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là lãnh đạo hội thánh thì các bạn đang là lãnh đạo của gia đình. Các bạn cũng phải cẩn trọng. Các bạn có amen không? Nếu các bạn chưa có gia đình thì các bạn là lãnh đạo của chính mình. Các bạn hãy nhớ kỹ. Người lãnh đạo tốt nhất đó là người lãnh đạo có khả năng để lãnh đạo chính bản thân của mình. Nếu chúng ta lãnh đạo được bản thân của mình, chúng ta sẽ có khả năng để lãnh đạo người khác. Các bạn ơi, con người ta có cái xu hướng là muốn chỉ đạo, muốn dạy dỗ, muốn lãnh đạo người khác. Nhưng mà mình thì lại thả trôi. Mình thì lại buông thả sao được? Linh của sự buông thả nó sẽ đến trên đời sống của mình. Nói ra học trò nó không phục đâu. Con mình cũng không phục đâu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Để rồi chúng ta sống nghiêm túc với Chúa. Nếu mà chúng ta nghiêm túc với Chúa, thì Chúa sẽ nghiêm túc với chúng ta. Nếu chúng ta cẩn trọng với Chúa thì Chúa sẽ chú tâm vào đời sống của chúng ta để Chúa ban phước cho đời sống của chúng ta. Hội thánh có amen không? Xin Chúa giúp đỡ. Xin Chúa giúp đỡ để trong giai đoạn mới này, mỗi người chúng ta hãy gọi cái linh hồn của mình quay trở lại điểm xuất phát. Có rồi cũng như không. Tất cả mọi cái đó là bởi ân điển của Chúa mà thôi. Đừng có tự hào. Vì cớ là ngày xưa tôi thế này, bây giờ tôi có một hội thánh như thế này. Đừng bao giờ các bạn, lúc nào tôi cũng kéo tôi quay trở lại. Tôi nói Hùng ơi, nếu như Chúa không ở cùng ngươi, bây giờ ngươi chết mất ở trong cái tội lỗi của ngươi rồi. Chúa nâng ngươi lên để ngang hàng với các quan trưởng, ngồi với họ đừng ngạo nghễ. Nếu mà Chúa rút tay khỏi ngươi thì ngươi chẳng là gì hết. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có một tâm thế, chúng ta có một tư tưởng, chúng ta có một tấm lòng như của Chúa Giêsu Christ vậy. Có thánh qua amen không? Chúa Giêsu Christ ngài khiếp nhường như vậy, ngài hạ mình như thế, còn chúng ta kiêu ngạo sao được? Xin Chúa giúp đỡ để đổi hội thánh phố toàn vẹn Việt Nam là một hội thánh sẽ chắc chắn là sẽ đón nhận được một cuộc phục hưng lớn trên những người lãnh đạo trước. Rồi sau đó Chúa sẽ cho một cuộc phục hưng lớn. Nhiều người, hàng triệu người sẽ đến tin Chúa qua hội thánh phúc âm toàn vẹn Việt Nam. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.